Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay ta đến với ải 4. Thì các bạn lựa cho mình combo là Hoa Tiên và Sát Thủ Diệt Ma nhé. Thì hiện tại thì mình vẫn chưa có combo auto. Mình đã thử nhiều tướng mà chưa có combo auto. Thì nếu mà có thì mình sẽ cập nhật lại sau. Còn màn này thì các bạn mình nói là đánh tay nhé. Đánh tay nhé, tại vì auto mình chưa có cài được. Mình không biết là combo nào. Con quỷ nước thì dùng để nó cũng hồi máu như Hoa Tiên vậy đó, nhưng mà mình thấy là kỹ năng nó nhanh đấy, các bạn chú ý nha. Các bạn, nhiệm vụ của màn này là bảo vệ con quỷ nước, là không để con quỷ nước chết. Các bạn chú ý dùm là hai kỹ năng của con quỷ nước đó, nó hồi máu nha, với Hoa Tiên dùng để trợ cấp liên tục. Còn con trâu bò này thì để đỡ. Con sát thủ diệt ma đánh diện rộng ở tầm xa, ở khu vực xa để thu hút. Con thiết chiến hình chiến bảo tố thì các bạn dùng kỹ năng của nó để bảo vệ con quỷ nước nha. Mình cứ quen theo tiếng của mấy con bét đấy, thì các bạn đừng để ý, tại vì nó tên là cái gì đây. Các bạn có thể là dùng combo này đó, các bạn phá ở đằng sau nha, cẩn thận là đừng để con quỷ nước này chết này. Đây, sát thủ diệt ma thì cứ bật thôi, đụng rồi cứ bật. Chú ý đừng để con quỷ nước chết. Đây, máu nó tụt này. Phải tiêu diệt hai mấy cái con này rồi đừng để cho nó giết được. Còn mấy con kia chết thì vẫn bình thường, các bạn nếu mà có thể chiến thắng. Khá là đau lòng là mình quánh cả, nãy giờ là cả nửa tiếng đồng hồ đấy, gần nãy giờ, bây giờ là hiện tại là 12:54. Đấy thì rất là khó. Để đánh lại sớm giờ đấy thì chưa có combo nào là auto được cả, kể cả cái combo này. Mình có đang hỏi một số những anh chị trong ban đấy thì chưa có ai qua cả. Không biết là những người qua rồi có on không, mình đã hỏi với thế giới luôn các bạn. Để hỏi cái combo rồi các bạn mình chia sẻ là sao, nếu mà có combo auto. Mình chỉ dùng những tướng nhân này là có, mấy cái tướng này là nhân cày là có, đều có nha. Mấy con này dễ này, các bạn chú ý giùm mình. Đánh không thắng thì đánh đi đánh lại, tại vì nhiều bạn vẫn nói là dù là xem trên mạng nhưng mà đánh theo như vậy thì vẫn có thể là thua. Thì thiệt sự thì có thể là thua luôn. Dùng con đầu trâu này nó thu hút mấy con khác nha. Thiệt sự là rất có thể là thua, tại vì mỗi màn đánh thì quái dùng kỹ năng khác nhau, hoặc là tướng của mình nó có thể là nhảy ở các vị trí khác nhau, kỹ năng hồi phục nó cũng khác nhau nữa, thì khó lắm. Có thể là khó về mặt là có thể là đánh trùng lại được, nhưng mà tùy theo các bạn canh chuẩn xác các chiêu thôi. Ở đây mình chia sẻ cái combo này, các bạn có thể là đánh qua thì qua, còn mình nếu mà mình có combo auto thì mình chia sẻ lên, còn không có thì các bạn có thể qua những kênh khác để tìm. Chú ý là đừng để tướng phải chết. Đây là ải 3 rồi, nhầy lắm các bạn, tại vì ải cuối mình toàn là thua ải cuối không các bạn, thua toàn bộ là ải cuối không, tại vì ải cuối nó quá là đông, mình không thể nào mà bảo auto mà đánh được. Combo này vẫn đánh được auto nhưng mà nó ở ải 2 thôi, ải 3 thì thua liền. Ải 3 nó bị tiêu diệt ở quỷ nước, nó khoảng một lúc thì bị tiêu diệt, tại vì nó không tập trung bảo vệ này. Thì clip của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký và bình luận về video giúp mình sớm cho kênh mình đạt được 1k sub. Và chúc các bạn qua ải thành công. Lời cuối cùng thì chậm, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha.